Chào tất cả các bạn đã đến với cửa hàng cho thuê trang phục của Barbie. Vâng, với công việc chính là làm người mẫu trình diễn thời trang, thì ở nhà Barbie có mở thêm một cửa hàng để cho thuê trang phục đó các bạn. Đây là cửa hàng của Barbie, có rất nhiều quần áo với nhiều màu sắc, nhiều thể loại, phù hợp với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Búp bê nào có nhu cầu thì hãy đến ủng hộ Barbie nhé các bạn. Đây là nơi trưng bày những bộ váy dài rất là đẹp. Một bộ váy đỏ sang trọng nổi bật, nếu búp bê nào mà mặc bộ váy đỏ này để đi dự tiệc thì chắc chắn là sẽ nổi bật trong đám đông đấy các búp bê ạ. Còn đây là nơi trưng bày những bộ váy ngắn rất đơn giản nhưng mà không kém phần sang trọng. Đây, một chiếc áo màu trắng, hai dây màu hồng và phía trước có hai điểm hai bông hoa cũng màu hồng, trông rất là xinh xắn. Búp bê nào trẻ trung mặc bộ váy này thì chắc chắn nhìn sẽ giống như một công chúa đấy các búp bê ạ. Còn đây, một chiếc váy màu xanh da trời rất là đẹp. Đây, một chiếc váy màu tím rất là quý phái sang trọng. Một chiếc váy màu hồng. Còn đây, cũng một chiếc váy màu hồng nhưng phía trước lại có điểm thêm một bông hoa tạo nên một điểm nhấn rất là xinh xắn. Và một chiếc váy màu đỏ. Rất nhiều trang phục với nhiều màu sắc thoải mái cho các bạn lựa chọn. Còn đây là nơi trưng bày những bộ váy nhiều màu sắc óng ánh, phù hợp với những bạn nào thích màu sắc đa dạng và phong phú đấy. Ngoài việc cho thuê những bộ váy đẹp thì Barbie còn cho thuê thêm những trang phục phụ kiện đi kèm như đôi bốt, đôi giày và rất nhiều túi xách đẹp đấy các bạn. Barbie ơi, Barbie. Ô, ai gọi mình đấy nhỉ? Ai gọi Barbie đấy? Có Barbie đây. Ồ, xin chào Elsa. Xin chào Barbie. Hôm nay Elsa được mời đi dự đám cưới, nhưng mà Elsa không tìm thấy bộ quần áo nào thích hợp, vì trong tủ quần áo của Elsa từ trước đến giờ chỉ toàn là những bộ váy màu trắng và màu xanh thôi. Hôm nay Elsa đi đám cưới, Elsa muốn thay đổi phong cách đi một chút. Ồ, thế thì đến đây, với cửa hàng của Barbie thì có rất nhiều trang phục với nhiều phong cách sắc khác nhau. Chắc chắn là Elsa sẽ tìm được một bộ phù hợp. Xin mời Elsa. Elsa thấy bộ váy đỏ này thế nào? Ồ, rất là đẹp, sang trọng, nổi bật. Nhưng có lẽ là không phù hợp lắm với việc Elsa đi dự đám cưới ngày hôm nay. Thôi, để Elsa chọn bộ khác vậy. Thế những bộ váy ngắn này thì thế nào hả Elsa? Có đẹp không? Elsa sẽ chọn bộ váy màu hồng này. Thử ấm thử xem có vừa không nào. Ồ, có lẽ là sẽ vừa đây. Thôi, Elsa vào phòng thay đồ đây. Barbie ơi, Barbie ơi, Barbie xem Elsa mặc cái bộ váy này như thế nào. Ồ, rất là vừa vặn và xinh xắn, cứ y như là may cho chính Elsa vậy. Ồ, rất là đẹp, với một phong cách hoàn toàn mới. Barbie nghĩ rằng là với cái bộ váy màu hồng này thì sẽ tôn thêm cái làn da trắng như tuyết của Elsa đấy Elsa ạ. Ồ, rất là đẹp. Nhưng mà Barbie nghĩ là Elsa nên kết hợp bộ váy màu hồng này với những đôi giày hoặc đôi bốt cũng màu hồng. Elsa thấy đôi bốt màu hồng này thế nào? Ồ, cũng rất đẹp nhưng mà có lẽ là hơi rộng so với đôi chân của Elsa. Vậy thì Elsa lấy đôi giày màu hồng này đi. Để Elsa thử xem nào. Ồ, rất là vừa. Rất là vừa vặn các bạn ạ. Thôi được rồi, Elsa sẽ chọn bộ đôi giày này. Các bạn thấy Elsa hôm nay như thế nào? Một phong cách hoàn toàn mới trong bộ váy màu hồng và đôi giày màu hồng. Thôi, Elsa đi dự đám cưới đây. Xin chào tạm. Xin chào.